hàng năm 2023. Đây là dịp để du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn di tích quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình và khám phá những nét văn hóa đậm đà bản sắc của con người nơi đây. Huyện Na Hàng là huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, là nơi sinh sống của 12 dân tộc anh em. Đến Na Hàng mùa này, du khách có nhiều hơn một chuyến đi. Những sản vật tươi lành ở nơi được ví như là Sapa thứ hai của khu vực phía Bắc, những cảm nhận riêng có về một miền đất đậm đà bản sắc dân tộc và không thể thiếu những bức ảnh đẹp trên những vườn hoa hay những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương truyền thống của người Dao Tiền. Thì đây là một cái nơi du lịch còn tương đối hoang sơ, với cái không khí mát quanh năm, những người đồng bào Dao thân thiện và đã bắt đầu làm du lịch xanh, du lịch thân thiện, thì hy vọng rằng thời gian tới cái việc quảng bá cho du lịch của Na Hàng sẽ được rộng rãi. Một trong những điểm đến vô cùng hấp dẫn mỗi khi du khách đến Na Hàng đó là di tích quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình. Với diện tích mặt nước trên 8.000 ha cộng với những rừng cây nguyên sinh, di tích quốc gia đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, gắn với đó là những địa danh du lịch nổi tiếng như là Thác Mơ, Thác Khuẩy Nhi, danh thắng Cọc Vài. Đây cũng là điểm đầu kết nối các tuyến du lịch giữa huyện Na Hàng với huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang và danh thắng quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn. Lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 là một trong những nội dung được cụ thể hóa cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Na Hàng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đây là một trong hai lĩnh vực đột phá mà đảng bộ huyện Na Hàng xác định trong nhiệm kỳ. Lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 là dịp để huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang quảng bá giới thiệu hình ảnh con người và quê hương Na Hàng đến bạn bè và du khách gần xa, đưa du lịch của địa phương này ngày một phát triển.